chào Hà Quyến, chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe. Hôm nay em phần Vietjet Auto tiếp tục quay được với anh chị một chiếc Toyota Alpha phiên bản 2016. Chiếc xe chạy được 4.5 vạn km, có màu đen, nội thất đen luôn. Chìa khóa của chiếc Alpha, hai bên mở cửa này, mở cốp đầy đủ nhá, quý chị nhá. Lang răng đa chấu, nhìn rất đẹp luôn. Xe này là diện tích của chiều dài chiếc xe này là gần 6 m. Rất nhiều option, màn hình giải trí hàng ghế sau hay màn hình giải trí hàng trước đầy đủ. Biển Hà Nội một chủ từ đầu, động cơ V6. Chiếc xe hôm nay báo giá là 3.150.000.000, có thương lượng nha quý chị nhá. Và hôm nay em giới thiệu về phần bên ghế phụ. Option của chiếc xe này có loa JBL hay là chỉnh ghế đỡ chân đầy đủ, ghế điện ốp ấy, xây ghế, màn hình giải trí, cửa nóc đầy đủ luôn quý chị nhá. Và hôm nay em giới thiệu về phần đèn led ban ngày, đèn dầm hay cảm biến đầy đủ. Xe này hôm nay em giới thiệu về phần khoang lái. Phần khoang lái có vị trí nhớ ghế rồi, gương cập điện, vô lăng tích hợp, sấy vô lăng, chỉnh hàng ghế trái phải đầy đủ nhá chị nhá. Thế đây là Auto House Eco Mode đầy đủ. Và cửa ngày hôm nay em mở là cho quý chị. Với nội thất da đen, ngồi rất là thoải mái nhá quý chị nhá. Và có rất nhiều option như bàn làm việc. Đấy, bàn làm việc có thể đẩy lên đẩy xuống được. Hay là để nước, hộp để đồ, ghế chỉnh, màn hình giải trí đằng sau, DVD luôn, điều hòa vùng sau. Đấy, bên này cũng bàn làm việc luôn, rất nhiều chế độ. Hai bên ghế đều là bàn làm việc. Và tiếp tục là hàng ghế sau là loa JBL đầy đủ nhá quý chị nhá. Và hôm nay em giới thiệu về phần cốp cho quý chị. Phần cốp này, cốp điện rồi đó quý chị nhá, để đồ thoải mái luôn, rộng rãi thoải mái, hộp để đồ là lốp xe cua còn nguyên luôn, nguyên vẹn luôn nhá quý chị nhá. Rồi, lốp còn chưa chạy một tí nào luôn. Cốp điện camera lùi, chiếc động cơ V6 này cực kỳ đẹp luôn, sơn zin vào khoảng 99%. Đảm bảo với giá chiếc xe này thì cực kỳ đẹp luôn á quý chị nhá. Này, bên này thì có toàn bộ nút chỉnh điều hòa cho hàng ghế hàng sau.
cửa nóc hàng phía sau là rất rộng rãi. Bên bàn làm việc là tuy chiếc xe này chỉ có một cái là rất là bất tiện, ngả ghế lưng bằng điện, nhưng mà là kéo ghế lên là bằng cơ. Các quý chị nhá. Đóng cửa cũng là tự động thôi. Chiếc xe này thì em đảm bảo cho quý anh chị luôn là không đâm đụng ngập nước. Đấy. Giá cả êm ái, thuận tiện cho quý anh chị làm việc. Và tết nhất em có phục vụ tết cho quý anh chị mua bán xe xuyên tết nhá. Anh chị là có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại bên dưới của em. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Hẹn quý anh chị có một ngày đẹp và ăn tết vui vẻ. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.